Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với bên Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội, có địa chỉ kinh doanh là 99 Trương Công Giai, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội quý vị nha. Và em giới thiệu, em là Trường bên Auto 62. Hôm nay em Trường sẽ lên hình lên sóng toàn bộ những chiếc xe đang được bày bán bên em để gửi tới quý vị và các bạn tham khảo qua màn ảnh trước khi qua bên em lái thử và trải nghiệm những chiếc xe mà quý vị và các bạn đang cần quý vị nha. Với mẫu xe đầu tiên em Trường gửi tới là một mẫu SUV của nhà sản xuất Hyundai, đó là Hyundai Santa Fe với năm sản xuất 2021 nhưng mang form dáng của 2022, bản Premium phun xăng quý vị nha. Và chiếc xe lăn bánh được 2 vạn km, ngoại thất màu đen và nội thất là ghế da hai màu, thì đang chào bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh nhô tỷ mốt quý vị nhé. Với tiếp theo vẫn là Santa Fe nhưng chiếc xe này là năm sản xuất 2015, bản phun dầu quý vị nhé. Xe chạy đã lăn bánh được hơn 7 vạn km một chút, một chiếc xe rất là mới. Và đang chào bán bên em với mức giá chỉ nhô 600 quý vị nha, một mức giá rất là tốt. Mẫu tiếp theo vẫn là một mẫu SUV. À xin lỗi quý vị, đó là một chiếc xe sedan với năm sản xuất 2017. Đó là một chiếc Mazda 3 quý vị nha, năm sản xuất 2017, xe lăn bánh 5 vạn km đang chào bán bên em với mức giá chỉ chưa tới 500 triệu, chỉ 470 triệu thôi quý vị nhé. Mẫu tiếp theo là một mẫu xe siêu hot và siêu lướt đang được rất là nhiều những người yêu mến dòng xe Ford săn đón và chào đón quý vị nhé. Đó là một chiếc xe Ford Everest với năm sản xuất 2022 mang form dáng của 23 nhưng chiếc xe chỉ lăn bánh được 6.000 km quý vị nha, một chiếc xe siêu siêu mới thì đang chào bán bên em với mức giá chỉ nhô tỷ 2 quý vị nha, một mức giá rất là tốt so với quý vị đi mua một chiếc xe mới và cũng đỡ được một khoản tiền kha khá quý vị nha. Tiếp theo là một chiếc xe cỡ nhỏ của nhà sản xuất Toyota, đó là Toyota Yaris với năm sản xuất 2014. Nhưng chiếc xe chỉ lăn bánh được 2 vạn km quý vị nhé, một chiếc xe rất là độc đáo trên thị trường. Và chào bán bên em với mức giá loanh quanh nhô 400 quý vị nhé. Thì toàn bộ những chiếc xe mà em Trường đang review lên thì đều được cam kết bằng văn bản giấy tờ là không đâm va, không ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi chi tiết trên xe là nguyên bản theo nhà sản xuất. Và đều được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe quý vị nhé. Và đến với một mẫu tiếp theo là một mẫu xe SUV cỡ nhỏ của nhà sản xuất Hyundai, đó là Hyundai Kona với năm sản xuất 2021 bản 2.0 đặc biệt, xe lăn bánh 6.000 km zin, một chiếc xe siêu siêu mới mang biển số gốc thành phố, thì đang chào bán bên em với mức giá loanh quanh chỉ hơn 600 một chút quý vị nha, là quý vị có thể sở hữu chiếc xe. Mẫu SUV 7 chỗ tiếp theo là một chiếc xe mệnh danh là một trong những ông vua công nghệ của xe Hàn Quốc quý vị nha, đó là một chiếc xe Sorento, Kia Sorento với năm sản xuất 2022, xe lăn bánh được 2 vạn km, một chiếc xe rất là mới quý vị nha, chào bán bên em với mức giá chỉ nhô tỷ mốt quý vị nha. Tiếp theo là một chiếc xe của nhà sản xuất Toyota, đó là một mẫu SUV 7 chỗ gọi là Fortuner, năm sản xuất 2022, số tự động một cầu, máy dầu quý vị nhé. Thì đang chào bán bên em với mức giá nhô 1 tỷ, xe lăn bánh được hơn 1 vạn km một chút. Và mời quý vị đi vào bên trong để chúng ta đánh giá trải nghiệm những chiếc xe đang bày bán bên em. Tiếp theo là chiếc Santa Fe với năm sản xuất 2016, bản xăng cao cấp quý vị nhé. Xe lăn bánh được hơn 6 vạn km một chút, đang chào bán bên em với mức giá nhô 600 quý vị nhé. Tiếp theo là một mẫu SUV 5 chỗ của nhà sản xuất Hyundai, đó là Hyundai Tucson bản 1.6 Turbo. Thì chiếc xe này chạy 2 vạn km, mang biển số tỉnh và năm sản xuất 2021, thì chào bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh nhô 800 một chút quý vị nha. Toàn những mức giá rất là tốt trong thời điểm hiện tại rồi quý vị nhá. SUV 5 chỗ của nhà sản xuất Mazda, đó là Mazda CX-5 với bản 2.5
một cầu thì đang chào bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh 600 quý vị nha. Một mức giá quá tốt cho một chiếc xe SUV của nhà sản xuất Mazda. Và tiếp theo là một chiếc xe mang phong cách của châu Âu. Đó là một chiếc xe mệnh danh là chú sư tử trắng 2008. Nhưng chiếc xe này là bản GT Line, là bản cao cấp nhất của bản 2008 quý vị nhé. Thì đang chào bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh nhô 700. Xe chạy hơn 1 vạn km, năm sản xuất 2021. Một chủ từ đầu biển Hà Nội quý vị nhé. Toàn bộ những chiếc xe mà em Trường đang review lên thì quý vị có thể yên tâm là bên em có cam kết bằng văn bản, giấy tờ là không đâm va, không ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi chi tiết trên xe là nguyên bản và đều được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe. Nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua qua ngân hàng, hãy gọi điện thoại cho em Trường theo số điện thoại trên màn hình để em Trường được hỗ trợ tư vấn và giải đáp quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị tại Auto 62 ô tô Gầm Cao Hà Nội ạ.